Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50.000 tóc cần Bupi nè bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mình đang tắt chatbot này bạn. Rồi các bạn bấm vào join này góp nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp nè. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bấm đáp lên nè bạn. Rồi tiếp tục follow tại Twitter và retweet bot nè. Xin tại Twitter nè các bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn chỉnh dẫn cho viết ra game nha các bạn. Các bạn tăng vài người bạn mình vào nè. Rồi bạn tự quyết lên nè. Sau đó thì bạn bắt đắp lên nè các bạn. Các bạn join tiếp kênh channel nữa nè. Tiếp tục follow tờ Twitter Retweet account nè. Rồi trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tự quyết lên thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Bấm vào register. Rồi các bạn lướt trang nha các bạn. Laptop. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của các bạn vào nè các bạn. Rồi tiếp tục mình gọi địa chỉ với BNB sao mà trên bet 20 trên YouTube Wallet của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nè các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bấm mở tại Twitter mình ra nè. Bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi sau đó các bạn submit link retweet nè. Để coi retweet mày nào các bạn. Rồi thì các bạn mở tại Twitter của các bạn ra nha các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã retweet và tăng 5 người bạn nè các bạn. Rồi bạn gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi sau đó hỏi có join kênh channel không thì các bạn bắt nhấp vào kiểm tra rồi bấm mail help cho net các bạn. Rồi bấm mail help cho net. Rồi bấm vào menu. Rồi bấm mail balance để check số còn mình kiếm được. Ok, mình đã nhận được 50.000 tập cần Bupi nè các bạn. Rồi bạn việc lên ghép mình chia sẻ cho bè những thằng nó cũng cần các bạn. Vậy video này đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.